chào anh. Sao còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra pháp trường à? Tại sao? Bởi vì xinh đẹp là một tội ác. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lẽ. Chỉ riêng ta không may mắn vậy, muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay. Yêu em là trọng tội, anh sẵn sàng ra pháp trường. Bà thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường. Bao tâm sự không còn là lời rap thường. Như hai đường thẳng cách nhau rồi mai rẽ hướng. Nên đừng tiếc cho những chuyện mà ta từng biết. Rừng biết cây cối cây và hoa cành lá từng chiếc. Những việc chưa kịp làm đã trễ. Người hỡi người ơi ngừng viết. Không là cái tôi mà ta từng giết thiệt. Giãn cách nhau ra bằng sự khác biệt ác liệt vắt kiệt. Thanh khiết tâm hồn nhau gượng ép từ giác.